Tự tay làm một bó hoa không bao giờ héo để tặng cho những người thương yêu của mình nhân dịp 20 tháng 10. Hôm nay hãy cùng với Zen làm hoa Lego. Ok là, bắt đầu thôi. Sắp tới là 20 tháng 10 rồi cho nên là mình muốn tặng cho mẹ mình một bó bông. Ok là triển ngày hoa Lego nha. Trước giờ tặng là tặng hoa tươi không à. Cho nên là hôm nay Zen muốn có một cái gì đó sáng tạo hơn á mọi người. Trước tiên là mình phải đi lắp một cái bông hoa hồng cái đã. Đổ ra bên trong là những cái mảnh Lego màu xanh lá cây và màu hồng như thế này. Chỉ việc làm theo hướng dẫn lắp 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 cái này vô cái kia, lắp cái kia vô cái nọ là các bạn sẽ có được một cành hoa hồng siêu cân luôn á nha từ cái ngày mà dính vô cái bộ môn lego tới giờ là tôi chưa có thoát ra được luôn á mọi người từ lắp gấu rồi cho đến lắp rất là nhiều thứ khác nhau và ngày hôm nay thì là mình lắp hoa đó mà phải công nhận là từ cái ngày mà chơi lego xong là bị mắc ghiền luôn đó mọi người cho nên là cảnh báo với những bạn nào mà định chơi lego là các bạn sẽ rất là dễ bị ghiền đó nha cứ mỗi lần mà thấy mấy cái mẫu lego đẹp là thích rinh về nhà để ở đó rồi khi nào rảnh lôi ra lắp thôi quay đi quay lại có một chút là bây giờ mình sẽ lắp những cái cánh hoa cuối cùng của cái bó hoa hồng này nha mọi người, cũng khá là đơn giản bởi vì cái hoa hồng này nó cũng không có quá nhiều mảnh ghép và nó cũng không có khó lắp đó mọi người. Bây giờ thì mình sẽ làm cái phần thân cho cái phần hoa hồng, chỉ việc kết nối những cái đoạn màu xanh lá cây này lại với nhau. Cái hoa hồng này còn có cái gai luôn nè, chân thật ghê không? Lắp thêm cái lá và cuối cùng là kết nối phần thân với cái phần bông hoa. Ten 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 ten, một cành hoa hồng siêu đẹp luôn á mọi người. Với cái cành hoa hồng này thì lát nữa mình sẽ bó thành một bó hoa nha. Bây giờ thì mình sẽ lắp tiếp một cái bông hoa lại để có thể phối với cái bó hoa của mình và mọi người nhìn xem nguyên bộ sưu tập hoa ở đằng sau này nè trời ơi tôi nhìn tôi ham ghê luôn á đi kèm là một cái tờ giấy hướng dẫn như thế này cho nên là mọi người yên tâm là không sợ không biết làm nha còn được tặng thêm một cái đoạn ri băng màu tím nữa nhưng mà mình không có thích cái ri băng màu tím này cho nên là mình sẽ thay thế bằng cái ri băng màu đỏ nếu mà mình có bó cái bó hoa này lại nếu mà một bó hoa mà chỉ có hoa hồng không á thì nhiều khi thấy nó rực rỡ quá nó màu mè quá thì cũng không có đẹp cho nên là mình muốn có thêm một cái bông nào đó kiểu như nó thật là thanh lịch và nó thật là nhẹ nhàng để có thể trung hòa lại cho cái bó hoa của mình lắp tới đây là tôi lắp xong được một cái bông hoa nhài đầu tiên luôn rồi á mọi người nhìn nó đẹp muốn xỉu luôn á thật sự mình không nghĩ là hoa lego nó có thể đẹp đến mức như vậy mà công nhận là lắp cái hoa lài này nó lời ghê luôn bình thường mấy cái hoa kia chỉ có một cái hoa thôi nhưng mà riêng cái cành hoa nhài này nó có tới hai cái hoa luôn á mọi người sau khi mà mình đã lắp xong cái thân cây hoa nhài rồi thì mình sẽ kết nối cái phần thân và hoa lại với nhau u là trời ta nói đẹp hết nước chấm đẹp nhất nhối luôn á mọi người trời ơi tại sao nó có thể đẹp đến mức như vậy mình siêu ghiền luôn và sau một tiếng đồng hồ thì đây chính là thành quả của gen hai cành hoa hồng và một cành hoa nhài nha hôm bữa đi mua cái giấy gói hoa mình thích cái màu hồng cho nên là tính mua giấy màu hồng nhưng mà hết trơn rồi cuối cùng là mình phải chọn cái giấy gói hoa màu trắng này tại vì mấy cái màu kia nó có mấy cái hoa văn lòe lẹ, lẹ quá cho nên là gen cũng không có thích cho mọi người nhưng mà thôi thấy cái màu trắng này nó cũng hài hòa và nó cũng đẹp nó cũng làm nổi bật lên cái cành hoa hồng cho nên thôi mình cũng tạm chấp nhận thêm cái ri băng màu đỏ cột cái nơ nữa tèn tên ten ten, ten, ten thành quả cuối cùng của mình đây, đó chính là một bó hoa hồng siêu cân luôn nè mọi người. Cầm trên tay cái bó hoa Lego cái cảm xúc của nó rất là đặc biệt luôn á, kiểu mình cảm thấy nó lạ lạ mà nó hay hay làm sao ấy mọi người. Với cái bó hoa này thì mình sẽ gửi tặng cho mẹ mình nhân dịp 20 tháng 10 nha và chắc hẳn là mẹ mình sẽ rất là ngạc nhiên khi mà nhận được cái bó hoa này. Theo như gen nghĩ đây sẽ là một món quà vô cùng ý nghĩa bởi vì mình tự tay để lắp tặng cho người mình thương yêu mà cho nên là cái cảm giác tự làm thì nó cũng sẽ có khác. Vậy là sắp tới 20 tháng 10 là tôi có quà cho mẹ của tôi rồi đó nha. Còn mấy bạn thì đã chuẩn bị quà gì chưa hãy nhớ để lại dưới phần bình luận cho gen biết một cái món quà nó không có quá quan trọng về mặt vật chất đâu mọi người mà nó chỉ quan trọng nhất là về mặt tấm lòng của người tặng cho nên là gen hy vọng mọi người sẽ tìm được một món quà thật là ưng ý và thể hiện được tấm lòng của mình để gửi tặng đến những người phụ nữ xung quanh bạn vào dịp 20 tháng 10 sắp tới nha mà nói tới đây thì mọi người còn chờ gì nữa mà không tặng cho gen một like đi chứ và cũng nhớ nhấn đăng ký kênh và những cái chuông bên cạnh để khi mà có video mới thì sẽ có thông báo gửi đến mọi người nha. Chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ.